hai vợ chồng của con là quen được 12 năm rồi. 12 lấy năm. Lấy nhau được 12 năm rồi. Lấy nhau được 12 năm. Rồi quen nhau là bao lâu? Hình như có một tháng, trong vòng một tháng thôi. Hai đứa gặp nhau ở đâu nè? Hai đứa con quen nhau trên audition. Mẹ nói lúc mà ảnh về rồi mẹ nói là con ơi suy nghĩ kỹ lên nghe chứ mẹ thấy nhìn thằng này nó giống bị xì keo á. Thằng này nó giống bị xì keo á. Thì đúng không? Nó nhất là cả đúng rồi, thương ớm vậy lắm. Một cái hôm đó là đêm giao thừa là anh qua là anh đặt chiếc taxi xong là tụi con ngồi trên xe nói chuyện trên xe thôi là đi vòng khắp Cao Lãnh. Là nói chuyện suốt cái buổi đó xong rồi về là cái đêm đó con bị về trễ hết nửa tiếng. Ba con đập cửa mà muốn quýnh kẻ mà muốn giết luôn vậy đó. Tức là ba mẹ con rất là khó. Đẹp trai vui vẻ. Chào cô Hồng Vân xinh đẹp trẻ trung. Con tên là Trần Thư Hoàng, con 35 tuổi. Con đang kinh doanh KOL bên mảng mỹ phẩm. Được 6 năm rồi con. Vậy hả? Con có mở một cái showroom ở Độc Tháp. Dạ con chào chú Quốc Thượng, chào cô Hồng Vân. Con tên là Thanh Tuyền, năm nay con sinh 1992. Hiện tại là con kinh doanh mỹ phẩm cùng chồng con luôn. Giờ quen nhau sao nè? Hai vợ chồng của con là quen được 12 năm rồi. 12 lấy năm. Lấy nhau được 12 năm rồi. Lấy nhau được 12 năm. Rồi quen nhau là bao lâu? Hình như có một tháng, trong vòng một tháng thôi. Hai đứa gặp nhau ở đâu nè? Hai đứa con quen nhau trên audition. Audition hả? Thời mà nhảy đúng không? Dạ đúng rồi. Vô cái phòng của đó là room của Đồng Tháp đó chú. Vô thì cũng nói chuyện qua lại rồi con mới thấy nói chuyện giống như là mình thấy thích cái người này nói chuyện vậy đó. Rồi con mới thấy gì hẹn ra luôn, hẹn ra ngoài. Vậy hả? Rồi con sao với tiền? Con có thấy thích nói chuyện với người này không? Ban đầu là con với chồng con là lên là solo đồ với cô, là đợt đó solo là mình sẽ khoe cánh, khoe đồ ai nhiều hơn. Thì đợt đó con với chồng con solo thì con thắng xong rồi con với chồng có mấy cách nói thêm đám cưới trên mạng trước. Rồi mấy chồng con mới hẹn ra gặp ở ngoài quán nước mà gặp nói chuyện được có 5 phút là con đi về rồi. Thì do là ba mẹ con rất là khó. Đợt đó là con vừa ra gặp chồng con thì vừa dựng xe xuống ngồi chưa kịp uống nước luôn thì mẹ con gọi cuộc gọi đến thì kêu bắt buộc là phải đi về liền. Vậy dạ. Rồi bây giờ này trong 5 phút đó con nhìn thấy ảnh ở ngoài đời thì con có ấn tượng gì về ảnh không? Con nhìn chồng con là con thấy ấn tượng nhất là cặp mắt anh rất là hiền. Mê liền không? Dạ mê. Thương liền. Còn con sao? Con thì gặp vợ con là dễ thương, đẹp. Mê liền luôn. Dạ, chứ hơi tròn á con. Thích. Cái gu con là gu tròn. Dạ. Có kịp nắm tay nhau không? Như con không luôn, tại không mới luôn. Gặp lần đầu tiên gặp cái đâu dám sổ sàng đúng không? Rồi sau đó làm sao? Rồi lúc nào thì mới có thể là gặp dài hơn? Về là chồng con sẽ điện thoại con liên tục. Tại vì là đã kết rồi đúng không? Khi đó con mới nói với mẹ, con nói là mẹ ơi giờ có cái anh đó con quen vậy đó. Con muốn dắt về nhà cho mẹ coi mặt. Nếu mà mẹ đồng ý thì con mới chấp nhận là quen với anh này. Thì mẹ cũng cho, con mới gọi cho anh này lại con nói là anh ơi nếu mà anh thương em thật lòng á. Thì anh qua gặp ba mẹ anh nói chuyện đàng hoàng. Trời thì mới đến, có lần thứ hai thôi hả? Đến ngày hôm sau là anh chạy xe vô nhà liền luôn. Dạ. Rồi lúc mẹ con gặp ảnh thì sao? Mẹ nói lúc mà ảnh về rồi mẹ nói là con ơi suy nghĩ kỹ lên nghe chứ mẹ thấy nhìn thằng này nó giống bị xì keo á. Thằng này nó giống bị xì keo á. Thì đúng không? Là nhất là chồng đúng con rất là thương ớm vậy lắm. Chắc là dạ. Chơi game có 40 mấy 45 kg hả con? Vậy đó hả? Trời đất ơi. Mà bộ chơi game mà bỏ ăn luôn thì sao? Dạ ớm dữ vậy. Dạ đúng rồi. Mê game đúng không? Dạ ơi. Rồi nhưng mà con có vì cái lời nói đó của mẹ mà con né né ảnh không? Dạ không, con vẫn liên lạc với ảnh. Xong rồi anh mới rủ đi chơi thì con mới nói là mẹ em khó lắm mẹ em cho đi. Anh cũng qua một lần nữa anh năn nỉ mẹ cho đi thì mẹ vẫn cho đi nhưng mà bắt buộc anh ruột con phải chạy theo. Tức là gọi ăn cơm chung hay là gì đó phải có anh con theo. Xong rồi về cứ nói với con là em kiểu như là không có buổi hẹn hò riêng gì hết á. Có một cái hôm đó là đêm giao thừa là anh qua là anh đặt chiếc taxi xong là tụi con là ngồi trên xe nói chuyện trên xe thôi là đi vòng khắp Cao Lãnh. Là nói chuyện suốt cái buổi đó xong rồi về là cái đêm đó con bị về trễ hết nửa tiếng. Ba con đập cửa mà muốn quýnh kẻ mà muốn giết luôn vậy đó. Tức là ba mẹ con rất là khó. Xong rồi con mới nói với ảnh là anh ơi bây giờ là ba mẹ em khó lắm em anh không hẹn hò được. Thì ảnh về mới nói với ba mẹ xong rồi mới kêu ba mẹ qua hỏi cưới. Là ba mẹ của ảnh đó. Dạ. Lúc con nói ba mẹ con thì ba mẹ con sao? Ba mẹ con cũng thấy là muốn cưới cho con rồi tại vì hai mấy rồi đúng không? Con hay ở bên vợ con nhiều hơn ở nhà. Thấy nó nghe nè, cái đêm mà đi taxi mà gọi xe chạy em vòng Cao Lãnh á. Dạ. Hết nhiêu tiền? Nhiều không làm quá. Gì mà không có tiền nhiều dữ vậy? Dạ nhà con là kinh doanh bên vật tư nông nghiệp á chú. Với bách hóa tổng hợp. Trời giống nên. Như bán tạp hóa hay con nhưng mà rất là nhiều đồ. Cho nên là ổng cũng có rủng rỉnh tiền. Cho nên mới đi taxi mà đi một vòng Cao Lãnh như vậy đúng không? Đó, rồi nó nghe xí xí rồi bị anh theo dõi nè. Rồi bị gia đình vợ ngăn cản nè. Sao mà lén hung bá cho được? Có nhớ cái nụ hôn đầu tiên là ở đâu không? Trên chiếc taxi luôn. Taxi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà hung dội nữa chứ. Trộm taxi cũng nhìn hay sao? Giống như là bước xuống xe rồi mình mới dám kéo tay là mình hung. Trời ơi, thấy chưa? Chứ đâu có dám hung trên xe đâu. Rồi sau đó là cưới nhanh vậy. Rồi đâu có kịp thời gian mà tìm hiểu nhau. Đúng không? Rồi sau khi cưới về rồi có cãi vã gì không? Ba năm đầu về là con với anh có cãi lộn.
tức là anh còn ham chơi cái đợt đó là có bắn game trên bắn cá trên máy á cô. Là chơi suốt khoảng thời gian đó là 3 năm đầu con không có đẻ được. Là con đi khám cấp bệnh viện thì người ta nói là con bị vô sinh. Là vợ chồng con kiểu như là không có cái mấu chốt để nói gắn kết giữa hai vợ chồng á. Thì khi đó là hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt. Rồi con mới bỏ về mẹ. Thì hôm đó anh điện thoại qua thì con có nói một câu với anh là nếu như mà anh thua game á thì anh qua rước em về, còn nếu mà ổng thương nữa thì khỏi rước. Thì hôm sau chồng con chạy qua rước về. Mà may mắn là khi mà tụi con đi chùa, đi cúng này kia thì năm thứ ba đó thì tụi con lại có em bé. Là bé đầu là bé trai bé gái con? Dạ con có hai bé trai luôn. Hai bé trai luôn. Khi mà con biết mình có em bé, cái cảm xúc của con như thế nào? Con rất là vui, chồng con cũng vui nữa. Đợt đó con có bầu là hầu như là chồng con làm hết tất cả cái công việc cho vợ. Mà trong quá trình con sanh, từ lúc có bầu đến sanh luôn là chồng con luôn bên cạnh con 24/24, không đi đâu hết. Rồi khi có con thì con có dễ sinh không? Có sự cố gì không hay là như nào không? Có bé thứ hai á, của con mới gặp sự cố. Là năm đó là nguyên nhà con đều gặp sự cố hết luôn. Là từ ba chồng con, là ba chồng con bị bệnh tim đó, nhập viện. Lúc mà con mang bầu tháng thứ ba thì con bị đa ruột thừa. Thì cái nên lúc đó là con bị đa rất là nặng luôn. Con đẻ con không khóc, nhưng mà con bị bệnh đó con lại khóc. Đến khi con siêu âm, tất cả các ở dưới mà bệnh viện ở dưới quê á cô, là nó không ra được bệnh, tại vì máy móc người ta không có hiện đại á. Sau đó là cái lại cái cô đó, bác sĩ cũng ấn vô cái bụng con, là con quá đau. Con nói là con chuyển viện gấp đi, chứ bây giờ là con bị viêm ruột thừa rồi. Thì gia đình con tức tốc mới trở lên Sài Gòn liền. Thì vô siêu âm người ta truyền dịch cho con giảm đau á. Thì lúc đó là siêu âm trong bụng con là sẽ có cái cục giống như là cục thừa đó con. Bắt buộc là phải mổ liền, nếu mà không mổ là một là em bé mất, hai là mẹ mất. Người ta sẽ chỉ nói 50-50 thôi. Nhưng mà hên là may mắn là con nói chung là cứu sống được mẹ. Trọn vẹn hết đúng không? Dạ, đúng mẹ được cái con luôn. Dạ đúng rồi. Wow, hay vậy ta. Thấy chưa? Lên kịp thời cho con. Đó. Thì lúc mà hai đứa mới về lại thì có những cái tính tình nào mà trong 3 tháng yêu nhau á, 4 tháng yêu nhau á mà con chưa bao giờ thấy ảnh bộc lộ? Mà tới chừng về chung nhà rồi mới thấy chơi phải không? Rất là hiền á cô, tức là anh chỉ mơi game thôi. Khi mà trong tất cả cái cuộc cãi vã thì khi con nóng lên thì chồng con im lặng, không có đôi co với vợ. Rồi chồng con để cái chuyện đó thì nguội tới hôm sau là bình thường. Rồi có nghĩa là anh chỉ mê game thôi, ngoài ra còn cái gì nữa không? Không có cái gì luôn. Dạ đúng. Rồi con có mong muốn chồng thay đổi gì không? Hiện tại con không muốn chồng thay đổi, tại vì trong suốt khoảng thời gian mà hai đứa ở nhà đến hiện tại á là 12 năm, nhưng mà chồng con không có xài điện thoại. Tức là những cái người mà muốn liên lạc với chồng con là phải thông qua con. Trời ơi. Đúng như những gì con nhận xét về chồng con trong cái lần đầu gặp. Dù con mua điện thoại cho ảnh luôn á, là ảnh không bao giờ để túi luôn, ảnh bỏ vô cái tủ hay là gì để nguyên vậy, không có đụng tới luôn. Trời ơi. Con là hàng hiếm đó Hoàng. Rồi tới con luôn đi. Con nói về vợ con đi, vợ con có cái điểm nào mà con chưa hài lòng? Đó, bây giờ tật xấu đó. Tới bây giờ luôn. Dạ con là nóng tính, cũng như hay quên chút. Nhưng mà trước khi có con thì có nóng tính không? Dạ không, hiền khô à. Nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Rồi từ hồi hai bé sau là tính hay nóng, hay cọc cằn. Rồi quên là quên gì? Giống như là gần đây nhất luôn là hai vợ chồng con đi du lịch, dắt theo bé đi máy bay đó. Rồi công ty có dặn là đem giấy khai sanh của bé. Mà vợ con lại quên. Bỏ nhà. Trời ơi. Rồi lên tới sân bay, hai cha con mới hỏi là có đem giấy khai sinh của con theo không, thì vợ lại nói là rồi quên rồi. Rồi xong có đi được không? Dạ không, delay lại 4 tiếng đồng hồ luôn á chú. Rồi con phải kêu nhà con ở dưới quê á bắt xe đem giấy lên cho con ngồi đợi lấy rồi mới đi được. Dạ đúng rồi. Con cũng mừng. Rồi có hay ghen không? Có ghen con không? Ghen nhiều lắm. Ghen sao, kể con nghe coi. Giống như là ngồi trong bàn tiệc hay gì đó, con có cái tính là con hay nhìn qua nhìn lại. Thì giống như là có một người con gái đi ngang phớt ngang vậy đó. Rồi cái quay qua nhìn thấy con dòm nè, là nó còn nhìn tia người ta. Ông để ý tai vậy? Ông để ý nhỏ đó hay gì? Là cự liền đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có cự trên bàn, về nhà mới nói. Trời, về nhà cự với nội. Nó còn nhiều lắm không? Chợ con sắm đồ dữ lắm cô ơi. Sắm đồ hả? Dạ, thích sắm đồ. Vậy đó hả? Rồi có cho người ta mượn tiền không? Có cho người ta mượn tiền không? Có. Mượn rồi xong rồi không có. Người ta có trả không con? Có trả. Có trả, nhưng mà có một cái là vợ con không có, nhưng mà cũng phải mượn cho có để cho người khác. Nhưng mà có bao giờ mà con bị người ta quỵt người ta không trả không? Rồi bây giờ á, Hoàng mong muốn em xã của em thay đổi điều gì? Anh mong muốn em là hãy quan tâm bản thân nhiều hơn, bớt lo chuyện bao đồng đi. Để cho gia đình yên ổn. Cho gia đình yên ổn. Trời ơi, nó thật là miền Tây dễ sợ luôn á. Rồi nó nghe là hai vợ chồng quá đẹp đôi, với lại là câu chuyện tình của các con cũng rất là đẹp, dễ thương đó. Thế thì hôm nay nhân cái cơ hội mà đến với chương trình Vợ Chồng Son này, thì không biết là các con muốn dành cái điều gì bất ngờ cho sự nhau bất không? Ngờ không? Ai muốn dành bất ngờ? Con đứng lên, con thể hiện đi. Nào
Lâu rồi anh có chuyện muốn nói với em mà không nói được. Từ hồi hai vợ chồng mình cưới nhau tới giờ là anh chưa có cầu hôn em bao giờ. Nhân dịp bữa nay chương trình anh muốn cầu hôn em trên chương trình. Trời ơi, bé xúc động lắm á. Trời ơi, những hộp xoàn kìa biến. Mong em cưng chưa? Đi luôn. Ôi đất ơi, đẹp quá kìa con ơi. Cảm ơn chồng nhiều. Nói chung là trong khoảng thời gian 12 năm ở với anh đến hiện tại là không có chuyện gì xảy ra hết. Mong là hiện tại và sau này em với anh là sẽ sống đến già đầu bạc răng long. Đầu bạc răng đông. Anh luôn yêu thương em như bây giờ. Ừ. Ôi trời ơi. Và chúc cho hai vợ chồng cứ như thế nha. Dạ. Nắm chặt tay nhau và đi với nhau đến hết cuộc đời. Ở bên cạnh đó các con còn rất là trẻ, cho nên là vừa làm và vừa tận hưởng cuộc sống này nha. Rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Hiện tại hai chồng con muốn có con gái á. Muốn chú Quốc Thuận chúc cho hai vợ chồng con. Khai mỏ mới được. Khai mỏ. Em chị nghĩ em cũng ngứa mỏ lắm. Ngứa lắm rồi. Thôi chúc cho hai vợ chồng hoàng với tiền nha. Dạ. Các con sẽ ngày càng thương yêu nhau nhiều hơn hôm nay nha. Và đặc biệt là 2 tháng nữa là bác sĩ sẽ báo tin vui. Và qua năm sau các con sẽ chào đón một nàng công chúa tuyệt vời đến với hai vợ chồng con. Rồi có tin vui nhớ báo với chú với cô Vân nha. Dạ thưa em. Chúng ta bắt đầu câu chuyện sẽ rất là thú vị đây. Bây giờ xin mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh chị, em tên là Mai Quyên. Năm nay em 27 tuổi rưỡi. Hiện nay em làm nhân viên văn phòng ở một cái hãng xe. Nói con em. Em tên Hữu Lợi thì cũng làm chung với lại Quyên. Em năm nay nhỏ hơn bé này 2 tuổi. Nhỏ hơn bé này hả? Rất thành thật, rất thành thật. Nhưng mà nói cho bé để bé mừng á, là cái em này á, em già hơn bé nhiều lắm. Dạ nhiều lắm. Chuyện mà em hay là ảnh chinh phục em thì cái chuyện là bình thường đúng không? Dạ. Không, ngược lại anh, bé này chinh phục em. Ồ. Em phải rất là vất vả luôn á. Phải không? Trời. Cũng chảnh lắm. Hai em chắc có lẽ là quen nhau trong một cái công ty đúng không? Dạ đúng. Quen trong công ty luôn nhưng mà công ty khác. Xưa là em thì em vô làm trước, giống như sư tỷ vậy đó. Bữa đó thì ngồi chụp dưới văn phòng thì cái em đang ngồi chụp cái thì lại vô xin việc. Xin việc xong rồi cái bản đi chắc cũng phải một tuần sau á thì lại quay lại phỏng vấn cũng ngay cái ngày em chụp ngay đó nữa. Có duyên. Dạ chắc có duyên á, thì nói chung là thấy cũng mập xấu. Không gì ấn tượng hết, là mập và xấu. Không, gặp em là cái nó xấu không à. Mập xấu mà có duyên không? Ban đầu gặp em thấy em xấu xấu mà em thấy em bình thường cũng có duyên mà. Xấu xấu đi cho em cào em bố. Không mà tại vì lần đầu tiên gặp Quyên thì thấy cũng ngạc nhiên lắm. Nhân viên tiếp tân gì đâu mà nhìn nó không được duyên với lại sang lắm. Rồi sao em là người chủ động cua cô Quyên hay là Quyên? Dạ không, hồi xưa là do em đi gặp khách hàng đó là em làm biến đi xe máy lắm. Đi đâu cũng bắt chở đi hết trơn á. Xong rồi chở đi một thời gian rồi nói chuyện nhiều thì tìm hiểu nhiều thì cũng có tình cảm nhưng mà cũng có qua mấy cái chuyện nó cũng gọi là sóng gió. Nên là mới đụng nhau chứ không phải là có một sự đụng chạm nhẹ hả? Cũng phải ngồi sát sát rồi cũng đó. Phải ôm chứ mà rồi ly thi quen chậu vợ chồng quen hơi đó đúng không? Mà có khi nào mà ôm hết vòng tay không? Dạ hết chứ, luyện riết rồi bây giờ là sau này cố gắng lắm anh. Rồi thì cái thời gian hai em quen nhau thì ở trong công ty có biết không? Dạ không, tụi em giấu mà, giấu ghê lắm. Mà lý do gì giấu? Giấu là tại vì ngại á. Ngại với lại em phong thủy, sợ. Có sợ ngại là các chuyện tuổi tác không? Dạ không, em trẻ hơn mà, rõ ràng em trẻ hơn. Em chỉ sợ là giống như là phong thủy là quen nhau mà chưa bao lâu mà công bố cái đứt giữa chừng á. Cái em mắc giấu. Giấu được bao lâu thì cái kim trong bọc nó lòi ra. Đây, đây lòi ra đây anh. Nhắn tin mà cũng nhắn tin nhầm nữa. Nhắn tin cho em mà nhắn vô cái group của công ty mà hay mời đi ăn uống này nọ. Rồi em xong nhắn, em đi chơi đâu về em nhắn là nhớ lờ quá yêu lờ nhiều. Rồi ngủ ngon thì đâu nhắn là sáng mai ai vô cũng hỏi ủa hôm qua Quyên nhắn tin vô dài. Từ cái ở ngoài bảo vệ mà xuống dưới xưởng luôn là ai cũng hỏi em hết trơn rồi không ai nhắn lại. Nhắn lộn vô cái group đó mà biết hết rồi. Rồi bây giờ khi mà công ty biết rồi nhưng mà gia đình thì sao? Về gia đình thì sao? Gia đình em thì cũng dễ không có khó khăn về vấn đề tuổi tác. Dạ nên thôi lúc dẫn về nhà ban đầu thì cũng ba mẹ cũng có hỏi tuổi thì ba mẹ chỉ nghe xong rồi cho qua luôn chứ mà không có thắc mắc tưởng là em trẻ. Đưa cái chằng rể này về là ba mẹ em ưng liền không? Thấy cũng ưng á, tại vì hồi đó giờ em không có đưa ai về hết á. Tại thấy lại cũng hiền, nói chung là hiền khô chứ chị mà đưa một chằng rể về là chị hơi bị băn khoăn á, là vì to con quá sợ con của mình á tội nghiệp á. Ba mẹ em có cái suy nghĩ giống chị không? Dạ không, thấy nói chung là khen, mẹ khen là thấy lại hiền. Hiền ít nói rồi thấy chắc cũng đàng hoàng. Dễ thương mà, bạn dễ thương mà. Dễ thương. Dễ thương đúng không ạ? Mặt xinh xinh mà mình mặt nhìn Doraemon vậy á. Hồi xưa là không phải là tự nhiên đi chung mà quen đâu. Rồi cũng em cũng khó khăn vất vả lắm luôn. Là tại vì hay chở em đi rồi bữa đó đi nhậu về rồi tông xe, xong rồi cái về cái trốn em luôn.
Sao vậy? Ngại anh, tự nhiên chở bạn gái đi mà bị tông cái té đầu quê. Quê mình thấy mình không có vững vàng đúng không? Do công ty em thấy em cứ đi cửa trước, cái tự nhiên thấy đi lại cửa sau. Cái em đi qua cửa sau, cái thấy đi lại cửa trước. Cứ đi không bao giờ mà nói chuyện hết, cái em nói ủa kỳ vậy trời, mình đâu có làm gì đâu, mình đâu có lỗi gì đâu. Mình mất công mà tại sao lại tránh mặt mình, cái em lên kế hoạch em cua cho đẹp cho được luôn. Cua cho được rồi thôi. Cua cho được. Tính cua được, bỏ cho bỏ ghét mà bỏ không được. Bỏ được. Nặng quá. Anh thấy mỗi lần em kể chuyện em nhìn chồng em với một ánh mắt rất là trìu mến và yêu thương. Thương lắm luôn. Mà bị cái sao không thương vợ hay sao á? Em có thương vợ không? Có mà anh mà cứ bị gán ghép với tội là không thương vợ biết sao đó. Em thề đi. Thế em đúng. Mà em không thương vợ em ốm đi. không. Anh nói nè, đến bao lâu thì hai bạn lấy nhau? Đúng 3 năm nay quen nhau là cưới nha. Được có mới có 9 tháng 9 tháng 10 ngày. Mới lấy nhau là 9 tháng 10 ngày. Wow, dạ. Số đẹp dữ. Rồi giờ có dấu hiệu gì chưa? Dấu hiệu gì anh? Tao mới nói cái chuyện 9 tháng 10 ngày rồi. Cái dấu xanh đó, cái dấu xanh tụi em chưa muốn có hay là... Không, cũng đang... Đang kiếm anh. Tới đâu thì tới đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau về rồi, chồng em có tật xấu gì không? Dạ có, mà cái xấu lớn nhất luôn á là vô tâm vô tư á. Không thương vợ đúng không? Dạ đúng mà không thương vợ. Cái gì cũng nghĩ là cho qua được, cứ chuyện nào thì cũng nói là chắc là em làm quá lên chứ anh thấy bình thường. Ví dụ chuyện gì mà theo em là không bình thường mà bạn này nói là bình thường? Dạ ví dụ như thích mê việc với lại mê công nghệ. Em không biết mê cái gì mà mê dữ vậy luôn á. Coi như là từ sáng đến chiều mà ở công ty á là em thấy là ngồi ở trên máy làm việc suốt rồi. Cái 5 giờ hết giờ chở em về tới nhà là thả em ở nhà xong rồi anh đi cà phê nha. Cái anh ra đó anh ngồi làm việc đâu tới khoảng 9-10 giờ về anh làm việc tiếp tới khoảng gần 1 giờ thì đi ngủ. Ngày nào cũng như vậy đó. Dạ không có anh. Ngày từng 3-4 ngày thôi em ạ. Ra quán phê làm gì vậy? Thì em gọi khách hàng rồi em làm việc linh tinh. Thì thật ra là việc đó là thói quen lúc trước khi mà quen bà xã em. Là em cứ ra đó ngồi rồi gần như cái hương anh, cái quán cà phê hơn đó thì cứ mỗi lần mà có khách hàng gì hẹn đó thì lúc nào cũng chốt được á. Thành công. Nên là cái chỗ đó là em thích ngồi từ 7 đến 5 nay rồi. Nhưng mà em cũng thắc mắc, em nói là thì 8 tiếng đồng hồ ở công ty thì cứ việc gọi khách hàng thoải mái thôi đâu mà không. 8 tiếng đồng hồ ở công ty là chỉ ngồi là làm việc khác, những công việc khác. Cái đó là cái hên của người ta mà nhiều khi cái hên của ổng là từ 5 giờ tới 9 giờ sau. Đúng không? Dạ. Rồi trước cái em ở nhà em làm gì? Dạ thì đó, chán thì coi tivi xong rồi cái dọn phòng rồi cứ đi tới đi lui tại vì ba mẹ chồng thì cũng đi làm tới khoảng gần 7 giờ hơn mới về. Thì nhiều khi về thì một là em chờ chồng em về mới ăn cơm, còn không đói quá thì em lên ăn với ba mẹ rồi ngồi ăn chút xíu cho ba mẹ cũng coi tivi này nọ. Rồi em lại xuống phòng thui thủi có một mình à. Đó mà em nói hoài à mà thấy không có thay đổi. Lại nghe thấy thương vậy? Thấy thương. Thấy thương không? Thì cũng thấy thương mà em quen rồi nên em cũng thấy thương. Cứ nói là anh thấy quen rồi nên thấy đâu có gì đâu, bình thường. Nhưng mà có lần nào thì Quyên đi với lại ra quán cà phê? Đúng rồi, dạ, sao em cũng không có ra? Em biết quán cà phê đó luôn, em biết cái quán đó là không có con gái. Sao em không ra đó ngồi uống chung với chồng rồi cứ mỗi đứa một cái laptop? Dạ vậy cũng chán nữa. Chán luôn hả? Dạ. Tại vì sao em... ở nhà không nói chuyện với ba má chồng? Thật ra là em cũng ngại. Tại sao ngại? Thì nhiều khi em cũng không biết phải bắt chuyện từ đâu. Nên là em muốn chồng em ở nhà làm vậy. Muốn mà có chồng đó thì chồng kiếm chuyện ra chồng nói rồi cả nhà cùng nói. Ở đây không có nói gì hết. Xong rồi em cũng ngại luôn, cái em cũng không nói. Vậy hả? Rồi cứ coi như là chuyện của ai người đó làm. Dạ. Rồi hiện giờ là ba mẹ chồng em á, dạ. thì em sẽ xưng hô như thế nào? Em kêu bằng ba mẹ, em cũng quen. Kêu bằng ba mẹ? Dạ cũng không được. Thôi trước khi cưới thì cũng nghĩ trong đầu rồi chắc cũng khó kêu lắm mà cũng. Rồi đó là gọi là bác hả? Dạ, bây giờ là ba mẹ rồi, các cụ gọi em sao? Gọi bằng con dâu nên là em cũng không thích. Em không thích gọi cho con dâu chứ em muốn gọi gì? Dạ muốn gọi con thôi. Ví dụ như buổi sáng á, thì ba mẹ cũng hay mua đồ ăn sáng á, thì gõ cửa thì kêu là con trai với con dâu đang ăn sáng. Hoặc là ví dụ như hai đứa đi đâu về mẹ cũng kêu là con trai con dâu lên lầu ăn tối đi, nhưng mà em không thích gọi là con dâu như vậy. Em có nói với mẹ chưa? Không, nói với chồng. Em chưa nói với mẹ hả? Em có muốn nhân cơ hội này em nói với mẹ không? Dạ thì cũng muốn, nhưng mà theo em nghĩ á, là ba mẹ thì cũng không có ý gì trong cái chữ con dâu đó. Dạ. Chị cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng mà đáng lý ra là em phải nói mẹ ơi mẹ gọi con là con đi, ví dụ vậy lắm. Thì bây giờ bữa nay á, nhân cơ hội này em nói đi. Em nói với ba mẹ đi. Con muốn ba mẹ là gọi con là con gái hoặc là con thôi chứ đừng gọi là con dâu. Con vợ sâu sắc như thế đó. Mà đó là một cái điều rất là chính đáng đúng không em? Rất là sâu sắc. Cảm xúc của em nãy giờ như thế nào khi mà em nghe những cái tâm sự rất là thật của vợ em? Chương trình này thì chồng cũng muốn hứa với vợ là chắc trong vòng từ đây tới cuối năm thì sẽ cố gắng thay đổi những cái thời phát biểu đó. Từ đến cuối năm cho lâu ạ. Lâu ạ. Có thay đổi về bản chất con người thì khó. Chứ còn thay đổi về cái lịch trình công việc như thời gian nó dễ lắm đó. Trong tầm tay của mình control được hết. Mà là từ đến cuối năm là lâu lắm ạ. Thì từ em nói là từ đây tới cuối năm. Từ đây đến cuối năm là phải hóa giải được và phải làm được cái việc là tạo một cái sự gần gũi, thân thiết, gắn kết cho vợ và ba mẹ của mình.
đó, để chuẩn bị cho baby ra đời. Đó, thì cái đó mới là cái... Được không? Dạ, được rồi. Dạ, được. Hứa dạ. Nha. Hứa. Rồi. Dạ. Rồi, xin cảm ơn em. Chiều nay hẹn 5 giờ quá rồi. Dạ, dạ. Trước hết là phải chúc mừng cô dâu đã nè. Đúng không? Bây giờ mình được tiếp xúc rất nhiều những cô dâu đang thai nghén. Nhưng mà hôm nay là baby này là thấy có vẻ là già tuổi nhất đó. Trước tiên xin hỏi là em bé là được 3 tháng rồi? Dạ, bé của em được 7 tháng rồi ạ. 7 tháng? Dạ. Được rồi, bây giờ trước tiên thôi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em là Phạm Trường Giang, năm nay 32 tuổi còn. Còn em? Dạ, em thì em tên là Trang, năm nay... Ủa chồng? Năm nay vợ mới 30, 30 à? Thời 29 rồi. 29. Tính rồi lẻ. Thế Giang là làm nghề gì? Dạ, em làm kế toán ạ. Kế toán? Vâng. Còn Trang? Dạ, em trước đây thì em làm nhân viên kinh doanh. Nhưng mà sau khi có duyên gặp với cả anh Giang này thì... Về làm ô sin cho em. Giang và Trang này gặp nhau trong một cái trường hợp đặc biệt nào không? Dạ, thực chất ra là cũng nhờ đài. Đài? Đài ta này, là HTV này. HTV. Đấy, tổ chức cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng em đã quen nhau. Bạn Muốn Hẹn Hò. Vâng. Và với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đó là một chương trình mà cũng được quay tại phim trường này. Đúng rồi. Đúng không nè? Vâng. Thế thì cái cảm giác của Giang và Trang khi mà là khi quay trở lại với phim trường này thì hôm nay thì cảm giác như thế nào? Cũng rất là cảm ơn ekip của chương trình đã sắp xếp được, chắc là đưa được cái gạch đầu dòng của em với cả gạch đầu dòng của chồng em cộng lại để mà ra được cái gọi là hòa hợp với nhau. Và cái cảm xúc của các bạn như thế nào? Gặp nhau là có sấm sét liền không hay là không? Không thôi. Chị đừng nói nghe nó phút sao sao các? Trang có vẻ như chồng em đẹp trai thế này không thể nào là anh bảo anh đẹp trai, nhưng mà thật sự là lần đầu em gặp anh là em không ấn tượng. Đúng rồi. Dạ vâng. Bạn em là không có ấn tượng. Chắc là như vậy. Vậy hả? Rồi sao lại đến với nhau? Mấy anh em ở chỗ đơn vị em làm ấy thì bảo là chú cũng đến tuổi rồi. Thì là thôi đi tìm một cái máy giặt chạy bằng cơm. Thì em cũng cố gắng quyết tâm. Đấy, viết CV ngắn 3 chữ, quyết tâm lấy vợ. Quyết tâm lấy vợ. 4 chữ rồi chồng. 4 chữ chết. Đấy. Sau 1 tháng sau là em lên quay. Anh em là mổ lợn rồi các thứ, cái tiền mổ lợn có khi phải bằng cái tiền mua máy giặt. Thằng Trang sao? Dạ không, giờ thì có thêm cái gối ôm để cho mình gác chân gác tay nữa chị. Ồ, tức là mỗi người mỗi lời một cái hiện vật đó ha. Một người thì máy giặt chạy bằng cơm. Dạ vâng. Một người thì có gối ôm mà không có tốn tiền đúng không? Khỏi phải đi mua. Dạ. Rồi sau cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đến bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Khoảng độ gần 2 tháng thì tụi em kết hôn với nhau. Thời gian hẹn hò là nó kéo dài đâu được có 1 tháng thôi. Trong cái thời gian mà quen nhau thì là có khó khăn gì không? Cũng có một chút khó khăn từ bên phía gia đình. Nhà em thì mẹ em đi xem thì mẹ em bảo tuổi của hai đứa nó cũng không hợp. Rồi lấy nhau thông thuận lợi cũng sẽ có gặp khó khăn này nọ. Còn thêm nữa là anh Giang thì ở trong cùng thành phố với em. Thì mẹ em có công tác ở đài truyền hình thì lại cũng là có duyên làm sao. Thì cũng có một số anh sinh sống cũng gần ở quê của Giang thì lại cũng cùng công tác với mẹ em. Các anh sau khi mà biết là em có đang quen với anh Giang thì có nói với mẹ em một câu là: cô ơi, cô bảo con Trang nó đừng có quen thằng Giang thôi, cứ từ từ đã có. Lý do. Mẹ em nghe xong em hái. Không, lý do gì? Tại ngày xưa anh ấy đi học, anh ấy quậy quá. Nên là nó vẫn là ấn tượng lại trong đầu của những anh hoặc các bạn ở dưới. Đã bị cái tiếng tăm như vậy thì em làm sao thuyết phục được ba mẹ của Trang để mà em làm đám cưới với Trang? Em cũng nói rằng là ai cũng có quá khứ. Mỗi tuổi nó mỗi một cái... khác nhau, có những cái nhìn khác nhau. Thế thì bây giờ chúng con lớn rồi thì bố mẹ cho chúng con được tìm hiểu nhau rồi thì chúng con tự có chịu trách nhiệm với bản thân bởi vì chúng con lớn rồi. Chứ không phải thì mẹ vợ em gần đầu đến dục cái xong. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa quen với nhau trong cái thời gian nó quá là ngắn ngủi đúng không? Dạ. Là khoảng được 3 tháng hả? Dạ, được 2 tháng không? Được 1 tháng chị ạ. 1 tháng, với lại 1 tháng biết nhau đúng không? Thì thành ra là 2 tháng. Thì chắc là rất là thú vị khi mà lấy nhau đúng không? Khám phá từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Cái cảm giác nó là tinh khôi đúng không? Tôi cảm giác đấy là nguy hiểm chị ạ. Cái đấy gọi là đánh cược với số phận đấy chị ạ. Em vừa đi vừa dò dẫm, biết đâu trượt chân cái thì mình đau. Đấy cho nên là... mình nè đánh cược. Cái đấy gọi là năm ăn năm thua, được ăn cả. Rồi thì bây giờ là 8 tháng rồi chị. Trời ơi, em thấy cuộc sống gia đình thì trông em bây giờ cũng chững chạc ra phết. Thế nên là lấy nhau xong là tụi em có tin vui luôn. Dạ vâng, cái đấy là cũng là... may mắn quá gì nữa tại rồi. Vì... rồi bây giờ trong 8 tháng đó thì em có vỡ mộng gì về đấng ông chồng này không? Tương đối ạ, nếu mà gạch thì cũng chắc sơ sơ 1-2 trang A4 rồi đấy. Trời ơi. Đâu em kể đại khái đi. Hai vợ chồng cũng đôi khi giận dỗi nhau về cái chuyện bạn nọ bạn kia của ông xã. Vì lý do là trước đó là quen nhau, ông ấy nói mọi chuyện nghe rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường. Khi mà về với nhau rồi thì mình mới thấy có nhiều vấn đề nó nặng hơn. Nhiều bạn gái không? Các cô trước là em nuôi, em xa, em gần thì em chưa đo được. Các loại em gái nuôi. Dạ vâng. Ủa, chị mà nói các loại thế là không biết anh có giật mình không đấy. Chị không biết giật mình hay không, chị thấy tráng lấm tấm mồ hôi kìa. Thật ra thì em cũng có một số lần là nhắn tin với cả bạn gái cũ.
vợ em cũng biết, đâm ra là có cái vấn đề là ghen. Nhưng mà anh hỏi nè, cái mức độ ghen của vợ em như thế nào? Vợ em thì ghen rất chi là chi thức, gọi chồng ra ngoài quán cà phê nói chuyện rồi bắt đầu mổ xẻ vấn đề, làm rõ góc cạnh, xong được thì chúng ta về, còn không được thì cứ ngồi đây nói đến lúc nào được thì thôi. Nói cái gì? Em là không chấp nhận, em nuôi hay là như này như kia đấy, mà đã cắt đứt là cắt đứt hết, thà cắt một lần cho đau đấy, vợ em bảo thế. Thế bây giờ là chồng em còn các loại em gái nuôi không? Em không biết nữa. Rồi ngoài cái chuyện em nuôi ra thì ông chồng này còn đặc xấu gì nữa không? Không thích ông thấy em là lúc mà ông nhậu xong rồi thì ông ấy cũng hơi nóng tính. Có nghĩa là em không thích chồng em đi nhậu? Dạ. Nhưng mà cụ thể là nóng cái gì? Về vợ mà nói một hai câu như nào đấy thì em bật lại, làm cho vợ nhiều khi buồn. Em nói thật là vợ em nhiều khi ghen là hay khóc, mà bây giờ bé có ở trong bụng mà buồn thì nó ảnh hưởng nên nhiều khi em cũng không làm chủ được, em nói nó hơi mạnh mồm một chút. Đấy. Nói sao? Mày tao. Ừ, mày tao sao? Và mày không thương mày thì mày phải thương con nó ở trong bụng chứ, suốt ngày mày khóc thế thì sau này con nó ra làm sao? Nó buồn và... mắt chảy xệ giữa. Đấy. 7 tháng vừa qua em có khóc nhiều? Dạ không, con vụ là mình bực mình thôi. Thực ra là tuổi thân rồi khó chịu thì nó hay vậy rồi. Và lúc mà chồng kêu mày như thế thì sao? Tại hai đứa thì tính cũng hơi gọi là hơi nhí nhố một chút. Không như những cặp đôi khác thì sẽ anh em tình cảm nhiều lúc. Thì bọn em cứ hứng lên trêu nhau rồi là cũng... Bọn em gọi nhau thì nó bằng những cái từ phải nói là thật sự nguy hiểm. Đấy. Nhiều lắm. Con ô xin hoặc là... Con điên. Bạn ấy vợ vừa mới make up trang điểm lung linh xong. Chồng nhìn vào nói luôn câu con ma điên. Chị thấy là chồng kêu như vậy thôi còn có gì nào. Rồi vợ kêu chồng như thế nào? Gọi anh là heo thôi. Bây giờ anh đang hỏi em là cái tật xấu của vợ. Ghét nhất là tắm cho vợ. Tắm cho vợ? Thật ra đợt mà mẹ em vô ấy, cụ có ở nhà hai đứa thì lúc đấy phòng tắm có một. Thế là thôi bảo là mẹ ở ngoài chúng con vào tắm luôn cho nhanh. Thế là từ hôm đấy đến giờ là cứ không có em thì hắn không tắm. Thế là thôi thành ô xin cho hắn từ cái lúc đấy. Đợi em nó khổ thế. Nhưng mà đúng ra thì 4-5 ngày đầu thì em cũng tắm cho nó phải nhẽ, nhưng mà về sau nó thành quen rồi. Như kiểu mình bây giờ cầm cái vòi hoa sen xịt cho con lợn lái. Nên khổ thế đấy chị ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì thực chất ra có bầu rồi thì mình lại cảm giác như mình như người cha. Tắm cho con nít nó kể ra cũng sướng kìa. Cái cảm giác cha đứa con. Vâng, đấy ạ. Chồng tắm kỹ không? Hên xui nó theo tính, theo kiểu cái hôm mà ông vui á thì ông sẽ tắm không? Đúng rồi, ông tắm cẩn thận. Còn hôm nào mà ông qua loa. Hôm nào ông mà đi về ông bực cái mặt ông xị xuống thế này, xong rồi cầm cái bông tắm. Xong rồi cái mặt nó rất là bất hợp tác, rất là khó chịu. Cái tâm thế nó không thoải mái là em chỉ có cầm cái vòi hoa sen thế này. Kệ. Như kiểu... Ủa đấy nghe nè, hỏi vậy chứ những lúc mà chồng em đi công tác đi, ba cũng vậy, có tắm không? Dạ cũng hên là từ bữa cưới nhau đến giờ thì chồng em chưa phải đi công trường xa. Nhưng mà em phải tính đi chứ, chồng em bận đột xuất thì không lẽ giờ em ở giờ không tắm. Dạ, okay. Không, ở chắc là chỗ gần nhà em có mấy ông hàng xóm. Ôi đáng yêu quá vậy. Vâng. Thằng xấu đâu đáng yêu mà. Vâng. Rồi gì nữa? Cứ đòi hôn em ấy. Tối ngủ em đã buồn ngủ rồi, cứ phải làm cái trách nhiệm là phải hôn cái rồi mới ngủ. Hôn xong tỉnh rồi còn đâu nữa mà ngủ. Cái thích cái não được còn đâu nữa mà ngủ được nữa. Em không thể hiểu được đấy. Giờ Giang mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật ra thì vợ em chắc chẳng cần phải thay đổi gì nữa đâu ạ. Xấu đi càng mừng. Đi ra ngoài đường thì không ai thèm nhìn. Còn nhà Trang muốn Giang thay đổi điều gì? Chồng bớt nhậu đi, tại vì thực ra nhậu thì em cũng thấy về sức khỏe thì nó không tốt. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em hiện giờ đang quá là viên mãn, quá là hạnh phúc đi. Gặp nhau trong một cái chương trình là chương trình truyền hình thực tế đúng không? Đó. Rồi là đến với nhau rất là nhanh, một thời gian chỉ có 2 tháng trời thôi. Và bây giờ là được 8 tháng mà tụi em rất là hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân này. Đó là một cái điều vô cùng may mắn, tại vì thường á mình không có thời gian mình tìm hiểu nhau nhiều. Như nãy tụi em tính là hên xui đó, 50-50 đó đúng không? Thì bây giờ tụi em được hết rồi còn gì đó. Xin chúc mừng hai em nha. Xin cảm ơn. Là Ngọc Thuận là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Lại con đang kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Bây giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con cũng quen mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn á. Chứ con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc, lo cho cuộc sống, lo cho gia đình. Giống như nó là vậy thôi. Cái là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Dạ, là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đó, lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con.
Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc dạ, không? Hay là con ngồi đối diện hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện thì dễ. Nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con, con chỉ nhìn chậm không? Xung quanh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô này với mọi người biết đi. Cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa? Là diễn viên chưa? Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen quen. Xong rồi con hỏi bạn con mà hình như cái này anh này diễn viên hay gì á, xong rồi con lên mạng search, đúng rồi anh này hay coi Dạo Đất Đẹp Tẻ, là con cũng có ấn tượng đẹp liền. Đúng rồi, đúng không? Tại tự nhiên cái chỗ bách sáng giống như rồi, nó sáng chưng cái chỗ đó. Rồi xong lúc thấy, lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Cái tim con nó có đập hơn, nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bê đê, tại con nhìn mấy con trai không mà. Đúng rồi. Tại vì bàn đó con trai nhiều, con nhìn mấy người bạn con trai con không mà. Tụi con anh. Nhìn nhưng mà con ngồi con nhìn như là con uống, nhưng mà nhìn con canh hết, canh cái bàn tĩnh lặng, con mới liếc qua một cái xong quay lại. Thì bạn con mới tưởng con là bê đê, bạn con hỏi mà. Là sau cái bữa đám cưới thì bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái bữa đám cưới thì rồi. Là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy rồi, cái này mình dựa vào duyên số. Nếu thực sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số thì tự nhiên vậy đó, con tìm được luôn mà. Lên Facebook là tìm được luôn đó. Con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con đó là che cái mặt, che nửa mặt, che hết cái mặt trừ cái điện thoại nè, mà con tìm ra được đó. Xong rồi cái nhắn cho vợ, con có nhắn cho vợ con như nè, khen vợ con dễ thương. Rồi chỉ nhắn vậy thôi, thì tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Tôi nói không, thôi tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc luôn. Con thấy là tự nhiên vô duyên sao. Lý do là sao làm vậy, trong khi em thích, em đã xác định. Tức là hiện cái thiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ là chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi, rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó, không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương gì đó, là anh biết em vậy thôi. Rồi xong cái giờ con lóc con luôn. Vậy đâu, để Ngọc nói coi, lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Đúng rồi, thấy xàm xàm sao, thì những cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Chặn luôn, chặn. Rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không, hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng cứ... Thế là không có quên. Ngày nào con có hai con nói thiệt nha, là con có một cái nick để dùng để theo dõi những cái người con chặn á, xem như thế nào à, chặn bằng nick kia mà theo dõi mà. Ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn, con chả nghĩ tới. Nói chung lâu lâu thôi, lúc có đi trên máy bay á, đi di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con. Nàng nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con còn nhỏ, con nhìn cũng biết. Nếu mà thật sự là vợ của con á thì hãy cho tụi con tiến tới luôn, và hãy mở cho con một cái con đường sáng nhất, và coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn, chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết. Hãy con về lại Sài Gòn, thì vừa mới xuống sân bay rồi cô thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Ẹp Facebook nó, ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình? Con nghĩ đầu đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa, tới buổi tối á con mới nhắn lại cho vợ con. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi, sao lúc đó con lại ạch Facebook ảnh lại vậy? Tự nhiên con thấy con, tự nhiên con vô cái danh sách chặn của con á, tự nhiên mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn. Không, cái con kết bạn xong con lại hủy tin. Trong vòng 24 tiếng là con nói là con sẽ giải quyết hết thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Mới ngày đầu tiên thôi là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con, thì vợ con đúng đó. Vợ con nó nói là má thằng này khùng dữ. Em có thấy Ngọc cứ bị sổ sàng quá không, trong khi nó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Đúng rồi, lúc đó con thấy là xong má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ. Lúc đó là em gia đình em định là sẽ cho em sang nước ngoài á. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận thấy không? Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau, xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không, vợ con không. Vợ con hỏi lại, con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó, không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện, nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy có nhiều cái khoảnh khắc không,
vừa trên máy bay xuống thì vô tình bạn này bật lại kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền. Rồi nó bật xong rồi lại mà nó tiếp như vậy. Mà nó như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ con vừa mới ẹt con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi, chứ không phải là ẹt để chờ con ẹt. Ẹt xong có đâu có mấy phút sau à là gỡ ra là con thấy rồi, con đã thấy rồi, nhưng con không có nói để con coi tới tối làm sao. Con thấy xong thì tối con mới gọi luôn đúng, đúng không? Thấy con thấy không ổn thôi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á, thì lúc đó là ba mẹ con phản ứng sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á, tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó, không, con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi khi ba mẹ kêu á thích quen ai thì dẫn về đây, tại vì ba mẹ con chắc con á quen ai không bao giờ dẫn về, chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Rồi trước khi đó con có nhớ hàng và anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, làm con, về nấu ăn đúng rồi nấu ăn á con. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao? Chỉ là giao đãi thôi đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Gặp Thuận thì phản ứng gặp anh Thuận thì ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Nên là có chấp tin tin liền không? Ngay bữa, có tin. Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa có không, vợ? Không, không có nghi. Chỉ là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi, đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi không? Không. Không hỏi luôn. Chỉ có điều con hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á, tại con đã nói trong lòng con rồi. Con gặp đúng người là con phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn chứ con không có vòng vo gì hết. Hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không? Hay là bập cho cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, các mẹ cũng hết hồn. Nhỏ nó có bầu à? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu à? Nhỏ có bầu à? Mẹ chán rồi. Nói không có, tụi con chưa làm gì luôn ha. Thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á. Tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con. Tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á, mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra á, là tự nhiên là con làm cho vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó, cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi. Nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà, vợ mình không có nghĩ là giữ, mà là vợ của mình mà, không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi, vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được đó. Cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu. Bạn bè con mời ăn nó gì lẹ có bầu vậy, tại vì bạn bè con biết coi con mà có bầu hay sao vậy. Nó không đi cưới chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu. Khúc quen nhau mọi người còn không biết mà thì đừng để đi đám cưới. Nhưng mà Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Chứ thấy anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Anh Thuận đóng phim không? Chàng rể thì ok quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con ở gần nhà ba mẹ con luôn, là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó, chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn ấy, kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành, không có cái độ cái gian xảo á, từ cái nét dịu á, đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ. Có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á, là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á, thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi. Bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á, toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành. Gào nếp gào tẻ, ba mẹ coi đúng gào nếp gào tẻ. Thì đó, thì cái vai thì đó, cái vai đó nó dễ thương đi. Rồi thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, như là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là
cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó, thường là hay bị ngộ nhận cái đó. Đấy, nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Đúng không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình rồi đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Khó hơn chút xíu. Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11, 12 giờ lận á, mà nhà em khó lắm luôn á, giờ làm em mới dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ là em buổi tối á là 11, 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào cũng gặp nhau đó. Khoảng 30 phút nói chuyện gì đó, nhiều khi 10, mấy cái quán sinh tố kế bên nhà cách mấy căn nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi nên là 9 giờ phải ngủ rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em á. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm á là 2 giờ. Trước 2 giờ là phải về nhà đó. Giống như là Juliet vậy đó. Đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá quên quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn kiểu. Chứ từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là mà mình mới gặp vợ nữa, không biết hiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu cô. Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi chai lì vào đó luôn, cứ ra uống ly hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi qua mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu mới làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu. Trời ơi, ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh, mà người ta nói gọi là hai nửa phần trăng á là của nhau là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Johnson á, nó đúng như vậy luôn, nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á xong rồi đầy xuống đúng không, rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa tiên nữ xuống, đạp tiên nữ xuống đó, rồi cứu vớt đời nó đi đó, là mấy chục năm trời luôn. Mấy chục năm trời nó được vậy. Lúc mà con chuẩn bị cưới á, con có chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lo ra ngồi như nè hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi gì đó uống cà phê cái bạn hút thuốc rất trải đời. Xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa cái mình muốn lấy vợ luôn. Xong rồi bạn mới nói với con á là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu mà chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Nhưng đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc. Còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á. Đó, mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa đúng không con? Dạ. Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời cái đó, Phật. Cái đó là con nói thiệt luôn á, con linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà gắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là con ngồi con nói. Đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài. Đó. Mà đi ra đi con công nhận là ngắn thiệt không, xuống một cái là gặp liền đúng không, là nhận được một cái tin liền đúng không, rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè, cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn á. Dạ. Mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Yeah. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Được cô mới. Chính xác là 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Coi như chính thức về ở chung với nhau. Đúng luôn á. Giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng con hoạt hình chung với vợ con. Vợ con là đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy con hoạt hình,
tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì, coi tùm lum hết cô, tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Dạ. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc hết, cháu cần ăn gì chú đi mua. Nhưng mà con nói cô cái điều này không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha, nhưng mà có cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á, đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi, con nói cái con coi coi nè, con nói ôi cái này anh thích quá rồi. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này, sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì, hiểu tâm lý em vậy luôn. Dạ. Đang sống với một bà tiên, có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đó. Chỉ cần cái đây chỉ cần ước là ngày mai có. Không có ước mà ngồi gì nói á. Tại vì á con á là con về á, có nhiều người á tức là điện thoại đồ này kia á là phải để cá nhân riêng, nhưng con nghĩ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ, ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là đó. Một cách tốt nhất để cho con ấy khỏi đỡ mất công. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vào giỏ hàng á, là vợ con thấy rồi, mai vợ mua đem về cho con luôn. Nhưng mà rồi á con hỏi nè, ví dụ giờ á anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai như vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này cái nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con không biết sao chứ con cũng không có sợ, không có ghen. Lâu lâu rồi con thấy mấy chị kia comment Facebook á thì con chọc vợ anh nè thôi, chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại á thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói vậy, nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi, mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt hay anh Thuận? Dạ, xong rồi con vô luôn, giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô là con chú chứ. Bạn không, bạn mấy đứa luôn, là mặc đồ y chang luôn, kiểu áo thun. Áo thun rộng sọt rồi này kia. Kể cho anh thấy hình ảnh em giống không? Nói, anh em giống nhau hết. Nói chung là con trẻ hóa, giống như giờ con lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ mà, sao rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình đó. Rồi. Rồi cái chuyện kinh tế trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm, tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó, chuyên chọc cho con, không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày, mà nhiều khi con bảo em đừng chọc nữa, giống như để anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu. Kiểu vợ con có cái tính rất là hài hước, rất hay chọc ghẹo này kia trong nhà đó, nhưng mà ra ngoài thì lại nhét. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt, là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chết rồi, mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia, giờ mình lấy vợ rồi thôi mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà từ lúc cưới vợ tới cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Vợ con sẽ là người quản lý hết luôn đó. Mà vợ con cái gì mà đưa vô trong cái sách á là gì, vợ con không thèm lấy ra, tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ đi làm gì về tới cái gì vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con lấy đưa đây, vợ đút vô cái sắt là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Từ lúc nó tuy là ít nhưng mà nó thêm chứ nó không có bị vơi đi, và con nó không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu làm sao, vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư
là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây, thì xong tụi con mới là ở chính thức trong căn nhà đó. Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Dạ, tức là tự quản lý nhau, tự tự quán xuyến. Nhưng mà nó được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc mà, cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian của mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tối là tại vì nó bận liên tục mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là nó u sầu lắm con, thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó không có cởi mở. Ví dụ như nó quay à thì nó quay quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi góc liền đó. Rồi nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn hết. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không, hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, kêu về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Thì anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông, em muốn vô phòng anh, em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con không cho con vô, đừng vô. Nhưng mà em năn nỉ mãi là mở phòng ra hết hồn, quần áo dục lên tứ tung luôn, là biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục gốc, quần áo đi quen dục gốc, giày dục gốc tùm lum á. Vô. Con mới nói với vợ con là đừng có vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là việc con là gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em, anh không muốn như vậy, con diện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Ông bừa bộn đó, ông muốn giấu mà là chỉ có cái bừa bộn thôi hả, còn có cái gì nữa thay đổi được chưa? Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con, ý là con làm mà con không có vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó nó cũng nghiêm túc này, đâu đó đâu ra đó hết. Đó giờ hỏi tiếp là còn tật xấu nào nữa? Tật xấu là hay như là hay xì hơi á cô. Xì hơi không, xì hơi nhưng mà nó kinh khủng. Con đã nói rồi, con đó là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con à, vợ con hay nháy với con lắm, nhưng mà hay chọc con đó thì con chọc lại, mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó rồi con ém tự dưng đắp nguyên cái con ém mà bắt đầu con hay ra bộ con đắp mền là chính là hết. Vợ con tưởng gì rồi, ôm rồi vô bước một phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình đúng tới đúng không? Có, chỉ có hai cái đó, máy đạn á đúng không? Máy đạn á. Dạ, mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn đúng không? Còn nói vợ giỡn, mẹ ơi mẹ vợ ở ngoài à? Mẹ vợ thích mua trái cây đầy đủ rồi trong đó có mít nữa. Mà cứ con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết chứ con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con không biết mẹ có phát hiện ra đó. Con có muốn anh Thuận thay đổi cái gì không trong hai cái tập mà con vừa mới nêu ra? Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Thì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống thôi chứ không có gì. Cũng bình thường. Hôm nay tụi con cũng bung đống ra nè, chút nữa hai tụi con về bắt đầu xếp lại. Dạ, tại hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi. Vợ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích áo, để thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con. Mà con biết áo nó nằm đâu hết luôn á, con để vợ con để, nhưng mà để vợ con kiếm. Vợ con bung hết tủ này tủ kia, bung hết luôn, xong hết rồi xong cái nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu, nhưng mà tôi để cho cô bung chỉ là chỉ là bây giờ về một đó. Nhà bây giờ nó đang ngập nhà lầy thì cái Thuận chưa từng thấy thì không bao giờ nghĩ là nó lầy vậy luôn á trời. Có tình yêu nó khác là chị ấy là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau gì đó rồi. Hai đứa nít á đúng không? Sáng đó là ba mẹ tụi con á là tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại bỏ mối là xong là ba mẹ về. Sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi rồi xong rồi tụi con dậy trễ, rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn cái gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son nó thành giống đúng như rồi. Là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa nhau vậy là hạnh phúc rồi. Trong cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy thì
con không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có phải có những cái khoảnh khắc dạ. và thời gian như thế này rồi. Vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi đúng không? Dạ. Không có chứ. Bé theo Thuận, bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là nó chiều con quá quá chiều. Quá vợ chiều. Con là con như giống như con nói chiều, sao gọi là hiện giờ trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là 6 món nó nằm trong nhà. Trời ơi hiểu mà đi mà sambo trong bụng. Tại vì á là nhiều khi nè coi thấy gì thôi, nhìn thấy gì thôi, cái vợ giả bồ rủ đi ăn cái vợ em muốn đi vô đó gì đó, cái vợ nói nè nè mua cho anh nè, xong chơi chưa làm gì đó tiền của anh, nói em có tiền em có quỹ hết anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý rồi coi như cái tật xấu là quá chăm sóc cho mình. Trời ơi nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao, rồi còn cái gì nữa không? Rồi, muốn Ngọc thay đổi điều gì không? Đi mua, ý là muốn mua gì cho con, nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món nó về con lỡ ăn no rồi con không ăn được, cái cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con ở nhà con ăn nhiều quá cái con mập. Mỗi lần ký đúng không? Mỗi lần con mập. Nãy giờ anh Tiên định nói rồi đó. Mỗi lần con mập thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình, cái con đi tập thể dục. Con mới nói với vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1 ký, tập xuống 1 ký là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện. Anh rể có anh rể. anh đó anh rể con tên Hậu, anh Hậu mặc size gì cỡ ông cỡ anh ông anh nói, thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả, rồi quần lót anh Hậu mặc size gì? Con cũng ngây thơ, xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời, quần lót size gì bữa em nhớ anh mua size gì cái cũng nói sai. Bình thường á là con mặc cái quần đùi như nè, cổ vô cũng ngại. Mua thì có dương ta lựa đi không, vô ngại chụp đài cái đem về mua chất quá. Mua mấy quần hình tam giác. Không ngại quá tại vì vô toàn đàn ông mà tự nhiên con mong men vô lựa. Nhưng mà là đi mua cho con á, nhưng mà không có nhớ bắt đầu gọi con ra bồ hỏi. Đang yêu kể là tranh cầu tới tháng sau á. Bây giờ đang yêu quá rồi. Nhưng bây giờ nói tóm lại con chỉ muốn vợ con như thế này thôi, không thay đổi nữa. Con muốn vợ con với vợ con á, thật sự luôn cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này, không cần thay đổi gì hết. Có con vẫn giữ cái mạch như vậy, tới khi nào chết luôn cũng được, không cần phải thay đổi, không cần phải lớn không lên, không cần phải gì hết. Còn cuộc sống bên ngoài á là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia là mình đã trải qua nhiều là mình sẽ có cách hết, cỡ gì cũng có cách hết. Bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho ấy, nên là tụi con không có lo nhiều hết trơn. Rồi á là cứ để vậy, khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi. Dạ, không sẽ... có kế hoạch gì đúng không? Tụi con là không có một cái kế hoạch gì. Kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì, anh có đồng ý hay không? Giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không? Vợ con rủ đi con đi ăn nhà hàng mà con quạo, tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm mà vô đó không ăn không được. Đó, kiểu như bây giờ mình phải tốt lại không, nó kể tới tháng sau luôn. Chị em mình ngồi hoài luôn. Đúng, mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc. Tại vì sao, với ông bạn này á, là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi. Cho nên là bạn cầu được ước thấy. Nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi. Yeah. Đó, okay. Cho nên là, đúng không? Em có những lời gì chúc cái người... Không, thật sự là em thấy là... Ngọc với là Thuận là hai em quá dễ thương rồi. Và cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị. Cảm ơn đó. Mong là anh chị cứ như thế này mãi. Yeah. Rồi sau này trời ơi có baby ha. Trời ơi giống mẹ cũng đẹp, giống ba cũng đẹp. Trời ơi tuyệt sắc. Con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp. Đúng không? Có được trong năm nay nữa. Con rất là mong là có em bé sớm để giống như tụi con, vợ con sinh sớm thì sau này vợ con sẽ có nhiều thời gian hơn với con, chứ trễ quá vợ con sức khỏe nó sẽ không có tốt bằng bây giờ. Đúng rồi, cầu được ước thấy. Ừ, nó là cầu được ước thấy. Rồi cảm ơn hai em. Đúng rồi, hai người này sẽ có trong năm nay luôn. Dạ, cảm ơn cô. Tụi con đang rất là mong, cả gia đình đang rất là mong vợ con có em bé. Sau đây nha, sau đây á con chịu khó con điện thoại cho anh Vin một cái là coi như 100% điện thoại riêng nghe. Dạ. Rồi ok, chút xíu mình sẽ gặp lại nhau.